Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Trước mắt quý vị anh chị, đây là một mẫu xe biển Hà Nội tên tư nhân chính chủ, xe màu đen xịn không đổi màu các bác nhé. Mẫu xe này là bản di động cơ 1.3, là bản di xịn các bác. Vì sao em nói di xịn thì vì nó được trang bị cái nốp na đăng đúc là nguyên bản, là theo xe là nó có sẵn rồi. Động cơ nó 1.3 thôi nhưng có na đăng đúc R15 này, nốp theo xe bản E đấy. Số sàn bản đủ, của giữa của bản Nimo và bản E thì nó là bản di đây. Sơn của nó là sơn zin không đổi màu, không lâm đụng va chạm gì cả. Biển Hà Nội các bác nhé. Chiếc xe mang nước sơn rất là đẹp, mang nước sơn và biển số cực kỳ đẹp cho anh em nào giữ biển này. Nhất phát tài và tài lộc các bác nhé. Biển đẹp chưa? Mãi lộc này. Đấy, anh em nào mãi đại luôn, anh em nào mua được con này thì quá xuất sắc luôn. Biển Hà Nội, tên tư nhân, xe không lâm đụng va chạm gì cả. Bán cho chú khách hàng cách đây là 2 năm rồi. Năm nay chú bán lại. Ngày xưa bán cho chú là 290 mấy triệu để ba sang tên, nhưng mà bây giờ thì bán lại bây giờ chỉ mở bán có 260 thôi. Đấy các bác, 268 triệu mà để cho anh em là loanh quanh chỉ có 250 khách hàng khả năng ô tô nhá các bác nhá. Anh em nói nhỏ thế, anh em là khách hàng có khả năng ô tô thì mới được cái giá như này. Quý vị anh chị bà con nào quan tâm ủng hộ khả năng ô tô hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Tất cả những mẫu xe bên em đều có giảm giá lộc lá khi các quý vị anh chị đi alo trực tiếp cho khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062739. Tất cả những mẫu xe trong bãi đây, khả năng ô tô xin hứa xin đảm bảo cho quý vị anh chị là xe cộ, tình trạng xe cộ như nào em báo chuẩn, không sai một câu là. Đấy, anh em đến cửa hàng mà nói không đúng như em mô tả, hoặc là em thái độ nó lồi lõm hay khinh khỉnh hay không tiếp đón các bác nhiệt tình, thì quý vị anh chị xin một bình luận bên dưới chửi em đây. Em trực tiếp nghe hết tất cả những lời mà anh em mình tham gia góp ý các bác nhé. Khả năng ô tô thì rất mong muốn quý vị anh chị là mua được xe đẹp phù hợp với túi tiền. Tất nhiên bọn em làm ăn thì có cái lời, nhưng mà trong cái lời đấy vẫn có cái tình cảm và cái chuẩn chuẩn sự chuẩn xác. Người ta đi mua xe cũ thì rất là sợ là đâm đụng va chạm gặp nước đấy. Cái đấy thì bọn em kiểm tra được đấy, em biết hết, không có gì không biết cả, vì là thợ mà. Lúc đầu có thể mua về không biết nhưng về sau chắc chắn sẽ biết, nên quý vị anh chị an tâm. Về tay bọn em rồi chắc chắn bọn em sẽ biết chắc được xe cộ như nào. Ví dụ như con xe này này, hạn này em cam kết cho bà con các anh chị luôn là không có lỗi gì cả, không đâm va đâu cả. Zin hết các bác nhá. Đấy, con này như máy còn zin đấy cơ. Nên là quý vị anh chị cứ an tâm, về xe cộ thì đời sâu này máy không zin cũng được, nhưng mà máy zin ngon là anh em vớ. Đấy. Anh em nào mua được cái con xe này nhá, thứ nhất nó là màu đen không đổi màu này. Thứ hai là tên tư nhân biển Hà Nội này. Các bác sở hữu rất là nhiều cái được chiếc xe này luôn. Với động cơ 1.3 xăng lại tiết kiệm nữa. Nó chỉ loanh quanh khoảng tầm khuôn 5 lít xăng trên 100 km thôi. Siêu tiết kiệm mà anh em chạy xe khởi nghiệp bằng con này. Em đảm bảo quý vị anh chị luôn là tháng cứ lời sinh lời khoảng 15-20 triệu anh em. Ăn ở nhà chơi vẫn có tiền. Anh em nào đến có khách chạy tí năng quăng tí làm vài trăm. Đấy. Ngày kiếm 500 là tháng 15 triệu. Các bác nhìn nội thất này, sạch sẽ đẹp đẽ từ trong ra ngoài. Nói thật thì các bác là chiếc xe này em vừa về và chưa có đánh nội thất. Mấy cái vết bẩn bẩn đây thì em sẽ cho anh em làm nội thất, người ta làm sạch sẽ hết các bác nhé. Đấy, màn hình theo xe, chưa có màn hình Android đâu. Nếu anh em lắp màn hình Android anh quanh khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi, tùy theo màn hình các bác nhé. Đây là sơn zin nòng trong, cái thứ còn nguyên hết này. Đấy, sắt sát đây, sắt sắt một tí sơn này để cho các bác nhìn đây, ông này bảo này, sơn chỗ nào cũng làm lại hết, đây còn nguyên này, sơn zin này. Đấy, vân sần cánh cửa này. Dòng này thì anh em mua là chấp nhận, người ta ngày xưa chạy dịch vụ, nhưng con này không khoan đục các bạn, có thể không đóng hãng. Không đóng hãng đâu, xe đẹp cứng lắm. Bản Z mà. Nếu đóng hãng thì thường thường nó là cái bản Nimo thôi. Còn bản này là bản Z các bạn, nên anh em là mua xe về này rất là ngon luôn. Đấy, không có đâm đụng va chạm gì, keo chỉ Z này, nội thất này các thứ này em sẽ đánh bóng nội thất hết này, cho đẹp đẽ đi. Màu vàng màu đen này thì nó là màu đen nguyên bản theo xe và không hỏi có đâm đụng va chạm gì cả. Quý vị anh chị nhá. Nó sơn xi ngon lành cành đào, không có phải lo lắng gì về vấn đề xe cộ cả. Đấy. Keo chỉ thì zin, không đâm đụng va chạm gì các nhé. Đây này. Rất là mượt luôn. Anh em nào đến xem xe, anh em cứ trực tiếp xem cửa hàng đây. Xong sau đó thì gọi khả năng ô tô ra. Xong rồi, mày cam kết với anh như nào. Đấy thì em cam kết cho các bác. Nói chung là xe cũ thì va quẹt không tránh được, mà nó đâm đụng vào nặng thì va chạm thì em báo luôn. Anh ơi, tình trạng con xe này ví dụ như nó mà đâm đụng nặng rồi em bán, đáng nghĩa em bán 26 bây giờ em để cho anh 100 bạc thôi. Đấy, anh em thấy có sướng không? Đấy, nói thế thích. Chứ bây giờ lừa bán cho các bác về cơ mà chết à. Chuẩn chỉ luôn, làm ăn nó phải thế nha, làm ăn lâu dài cơ mà. Lốp mới. Con này nốt mới luôn. Nhìn thấy nốt rất là sâu, đẹp, sạch sẽ. Này, kính zin luôn, kính 24 zin luôn các bác nhá. Đấy, đời 2014 mà đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Ui dài mênh mơ và mênh mông luôn các bạn. Bây giờ mới tháng 5, tháng 6 năm 2023 thôi. Dòng này đăng kiểm 5 rưỡi một lần hay 5 lần nhỉ? 5 lần thôi, cứ cho 5 lần đi. Khoảng tầm 13 năm nữa, 11 năm nữa. Đó, dài lắm, mênh mông luôn. Anh em ạ, mua con xe cũng sướng đời luôn. Giá tiền hợp lý này. Trên kia máy dầu các bác nhá. Trên kia là máy dầu đời Thúc Sơn, máy dầu đời 2010 form mới nhá. Con đấy thì nên quanh khoảng 390-400. Đây. Còn các bác nhìn đây. 13 bạn 9 này, có khi bạn chuẩn cơ. Đấy, USB đầy đủ nhá, màn hình theo xe chứ không gì được, trần nỉ nguyên bản này. Nỉ trần nguyên bản nhá. Bản Z thì nó có thêm tì tay này, có hộp tì tay này.
Bản Nimo không có, bản gì thì có, thì đây này. Đấy. Và đây chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ luôn. Sau 2 năm sử dụng bác cái đi ít lắm. Bác cái đi rất là ít các bạn, nên là xe rất là đẹp, sạch sẽ. Vô lăng này, vô lăng thì có một chút mòn ở đây, một chút mòn ở đây. Cái này là dính tay mồ hôi rồi, chấp nhận rồi. Xe cũ mà. Chấp nhận cái đấy, còn lại là rất là đẹp, cứng cáp. Giờ chúng ta cùng khám phá cái phần khoang máy động cơ đi. Keo chỉ zin bao zin rồi nhá. Keo chỉ thì bao zin thôi. Keo chỉ em bao zin, size em đầy. Đây. Về động cơ đây nhá. Máy thì máy zin rồi. Máy zin đét luôn các bác nhá. Máy zin đét đời 2014 này. Keo chỉ zin luôn này. Đấy. Keo chỉ cabo là nguyên zin nhá, không mất phần nào luôn. Xe đẹp, xuất sắc luôn. Quý vị anh chị đến xem xe mà không đúng thì vả mặt khả năng ô tô luôn các bác nhá. Đầu răng sắt xi, tai đèn mọi thứ là nguyên zin hết. Cửa tiền 250, còn em bán là 268 triệu để cho anh em 250 thôi. Khả năng ô tô chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị bà con đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ nhé. Máy nổ êm chưa? Êm như ru luôn. Đấy. Khả năng ô tô chân thành cảm ơn và hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đăng. Xin chào, hẹn lại.